Tòa từ ngoài trong hả? Hay sao? Chứ là chưa ra à, là nhưng mà tất cả là nó chỉnh đúng tòa độ đúng vị trí. À. Chứ nhau mà. Đây cái này. Vô vô. Từ dưới lên trên, từ bên trong lên dưới. Vô trong luôn. Dạ. Vô trong đo ngoài ban công luôn đúng không? Như sống rồi mỗi nơi mỗi khác mà. Dạ đúng rồi. Thử. Nhưng mà em ngắt sống rồi. Đây là à, đúng rồi. Ừ, mát cái này quy sông này. Mát. Bây giờ nó mát bớt cơ hơn so với mấy tháng trước rồi đó. Dạ. Mấy tháng trước đó, nó chuyển hướng về ban công á. Dạ. Nắng. Rồi lắp là lắp ở cái chân trần này đó. À. Dạ. Chứ đâu có lắp cây sống đâu đâu. Dạ không, anh ở đây mà lắp cây sống. À, lắp bên đây luôn hả? Dạ, ở trên cây nhỏ. Dạ. Ủa, lắp ngoài hành lang cho xài chung chứ. Ở đây những diện tích mỗi nhà mỗi nhà một cái à, mỗi nhà một cái luôn. Dạ. Ủa ở đây, ở đây coi ở đây có mùa nó hay bị kiếm bạc hoang, lúc mà tụi em thi công hay bị đó. Đúng rồi, đúng rồi, tối đi mùa nó bay đáp áo rồi. Đúng rồi, kiếm bạc hoang. Nhưng mà lắp bê với bị nhiều, bên đây thì ít. Ở đây đợt cũng có đó, mình lắp cái lưới nè. Làm gì được dưới. Có nền dưới là im rồi. Xong được không? Rồi xong được không? Yeah. Ừ. Tại em thấy mấy đây ở đây ở trong phòng em có cái Mobi thì em test cái ổ. Mobi ok đó không? Dạ. Yeah. Ừ. Này có Mobi có Viettel đầy đủ luôn không? Rồi Việt Heo FPT. FPT, Viettel, FPT thì nhiều. Ừ. Khách hàng nhiều nhất á. Ờ. Việt Heo FPT nhiều nhất đúng không? Dạ. Kiểu mà anh em kiểm tra cả tốt hơn, cả xanh lẹ không có cái nào vàng không? Ừ, bao nhiêu bữa cái này vàng là 4G, 4G màu vàng là vẫn tốt. Dạ. Chỉ có màu đỏ thôi. Ừ. Màu đỏ nó yếu. Ừ. Dạ. À là phòng là tốt, khỏi khỏi cần lắp đó không? Dạ. Còn lắp thêm nhiều đâu tốt đâu. Dạ. Cái tụi em mấy anh này phải đi đo kiểm tra lại để dù có bị nhiễu có bị gì không mấy anh sẽ cần chỉnh lại. À à. Dạ. Chỉnh sóng rồi dạ, gì dạ, nhưng mà giờ đang phủ rồi sao, phủ sóng sao? Dạ cũng phủ bình thường anh, nhưng mà là nó chưa chạy hết công suất thôi. À, mấy bữa mấy bữa Mobi bị đứt sóng rồi. Mobi ở đây. Ừ. Không có 4G anh. Mobi ở đây cái phần gặp nếu mà để chạy cho mượt á là anh để cho anh em mượn xong anh em đi làm giam nha. Ừ, đi 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 thử luôn anh. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.